tinh trùng khỏe mạnh sẽ giúp làm gia tăng khả năng thụ thai. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều nam giới không biết cách bảo vệ tinh trùng của mình mà còn có lối sống sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Sau đây là các thực phẩm và chất được cho là có thể giúp tinh trùng khỏe mạnh hơn, bao gồm kẽm. Kẽm đã được chứng minh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh số lượng và chất lượng tinh trùng. Những người đàn ông vô sinh có xu hướng có mức kẽm thấp hơn so với những người đàn ông bình thường. Những thức ăn giàu kẽm bạn nên dùng bao gồm hàu, thịt đỏ và thịt gia cầm, hải sản có vỏ như cua và tôm hùm, ngũ cốc ăn sáng có tăng cường kẽm, hạt và đậu, sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, sữa và sản phẩm từ sữa, folate, acid folic và folate là các dạng hòa tan trong nước của vitamin B9 cần thiết cho dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể để giúp phục vụ quá trình tạo mới tế bào. Folate được cho rằng có liên quan mật thiết đến sức khỏe của tinh trùng. Lượng folate thấp liên quan đến DNA tinh trùng bị trục trặc, mật độ và số lượng tinh trùng thấp hơn. Những món ăn giàu folate bao gồm rau ăn lá xanh như rau bina, rau diếp romaine, cải bu sen và măng tây, trái cây và nước ép trái cây, đặc biệt là cam và nước cam, các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc ăn sáng có tăng cường, sản phẩm chứa nhiều tinh bột như bánh mì và mì ống. Vitamin B12. Vitamin B12 là một dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của tinh trùng nói chung. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cải thiện khả năng vận động của tinh trùng, tăng số lượng tinh trùng và giảm tổn thương DNA của tinh trùng. Để có đủ lượng vitamin B12, bạn nên ăn cá và hải sản, đặc biệt là nghêu, thịt và gia cầm, đặc biệt là gan, sản phẩm từ sữa, trứng, ngũ cốc ăn sáng có tăng cường, nấm dinh dưỡng, vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản của nam giới. Tăng cường vitamin C đã được chứng minh là cải thiện khả năng vận động, số lượng và hình thái của tinh trùng. Vitamin C có nhiều trong các món ăn sau: trái cây và nước ép, ớt ngọt, kiwi, dâu tây, dưa vàng, cà chua, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, khoai tây, ngũ cốc ăn sáng có bổ sung sản phẩm từ sữa. Vitamin D. Bổ sung vitamin D có liên quan đến việc tăng cường testosterone và cải thiện khả năng vận động của tinh trùng. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy mức độ vitamin D thấp không phải là yếu tố nguy cơ cho chất lượng tinh trùng kém. Cần nhiều nghiên cứu hơn để thực sự hiểu liệu vitamin D có tác dụng hay không. Các món ăn giàu vitamin D bao gồm dầu cá như cá hồi, cá thu và cá ngừ, gan bò, phô mai, lòng đỏ trứng, sữa bổ sung vitamin D, sữa chua và các sản phẩm khác, nấm. Vitamin E. Cùng với các chất chống oxy hóa khác, vitamin E có thể giúp cải thiện lượng tinh trùng. Vitamin E có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng khỏi bị hư hại. Các món ăn sau chứa nhiều vitamin E: dầu thực vật như dầu bắp, nghệ tây, hướng dương và đậu nành, hạt và đậu, rau xanh như bông cải xanh và rau bina, nước ép bổ sung vitamin E, bơ thực vật và các sản phẩm khác. Coenzyme Q10. Coenzyme Q10 còn được gọi là CoQ10, là một chất chống oxy hóa mà tất cả các tế bào sống cần để hoạt động. Nghiên cứu cho thấy bổ sung CoQ10 có thể làm tăng cường chất lượng tinh dịch ở những người đàn ông vô sinh. Coenzyme Q10 có trong thịt và gia cầm, đặc biệt là thịt bò và gà, cá chẳng hạn như cá trích và cá hồi, dầu thực vật bao gồm dầu đậu nành và dầu hạt cải, đậu và hạt, đặc biệt là đậu phộng, hạt hướng dương và rẻ cười, acid aspartic. Acid aspartic là một amino acid có liên quan đến sự điều hòa các hormone giới tính nam, chẳng hạn như testosterone. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung acid natri D-aspartic có thể làm tăng mật độ khả năng vận động của tinh trùng. Để có đủ acid aspartic, bạn nên ăn thịt và gia cầm, trứng và sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa ít béo, phô mát và sữa chua, các loại ngũ cốc chẳng hạn như cám yến mạch, gạo và mì ống bổ sung, trái cây tươi và khô, ngũ cốc ăn sáng có bổ sung acid aspartic, acid béo omega 3. Omega 3 có nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm tăng số lượng, khả năng vận động và tình thái tinh trùng. Các món ăn sau chứa nhiều omega 3:
cá và hải sản, đặc biệt là cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi. Các loại hạt bao gồm hạt chia, hạt lanh và quả óc chó. Các loại dầu có nguồn gốc từ thực vật như hạt lanh, hạt đậu nành và dầu hạt cải. Trứng, sữa và đồ uống có bổ sung omega 3. L-arginine. Acid amin L-arginine đóng một số vai trò quan trọng khác nhau trong khả năng sinh sản của nam giới. Bên trong cơ thể, nó biến đổi thành oxit nitric giúp thúc đẩy chức năng của tinh trùng. Bổ sung L-arginine đã được chứng minh giúp tăng số lượng tinh trùng ở thỏ ở liều nhất định. Tuy nhiên, nghiên cứu tương tự cho thấy rằng liều L-arginine quá cao làm giảm khả năng vận động của tinh trùng. Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về L-arginine có thể ảnh hưởng đến bạn trước khi tăng cường nạp nhiều hơn vào chế độ ăn uống. Các món ăn sau chứa nhiều L-arginine: thịt và gia cầm như thịt lợn thăn, gà tây, thịt gà. Các loại đậu và hạt, đặc biệt là hạt bí ngô và đậu phộng, đậu và đậu lăng, sản phẩm từ sữa. Hạn chế bia rượu và đậu nành. Uống nhiều bia rượu có thể tác động tiêu cực đến sản xuất và chất lượng tinh trùng. Theo Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh, nam giới chỉ nên uống tối đa 2 ly mỗi ngày. Lượng đậu nành cao cũng có thể liên quan đến số lượng tinh trùng thấp. Bạn có thể muốn hạn chế ăn thực phẩm có nguồn gốc từ sữa đậu nành, chẳng hạn như sữa đậu nành, xì dầu, tương miso, đậu nành lên men tempeh, đậu hũ. Không chỉ chế độ ăn hàng ngày mà lối sống lành mạnh như giảm cân và cai thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiến hành các bước cải thiện tinh binh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.